Samanta Chakawalesu Atra Gacchantu Devata Santhamang Munirachansa Sunantu Sangamong Khadang Thamma Savanakalo Ayam Padanta Thamma Savanakalo Ayam Padanta Thamma Savanakalo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Imina Sakare Na Buddhan Cha Thamman Cha Sankhan Cha Phipu Cha Yami. Tôi xin thành kính cúng dường Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo bằng sự thành kính này. Với thiện sự thành kính cúng dường Tăng Bảo, kính dân phần phước này đến chư Đại Đức Tăng và xin chư điều phần phước này đến toàn thể quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Mong nhờ ân của Tam Bảo hộ trì cho toàn thể quý vị thân tâm được an lạc suốt đời, nhất là trong thời nghe Pháp. Nam Mô Phật Tổ Cồ Đàm. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần Phật lịch 2565 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ nhất của khóa thiền 10 ngày được tổ chức tại Thiền viện Nguyên Thủy Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi Hòa Thượng Pháp Chất trụ trì Thiền viện Nguyên Thủy này theo sự phân công của ban tổ chức, chúng tôi đảm trách thờ pháp ngày hôm nay để hỗ trợ và sách tấn cho quý vị trên bước đường tu hành giải thoát, như là tu tập và thiền quán tứ niệm xứ. Thờ pháp tối hôm nay chúng tôi sẽ thuyết giảng với đề tài kinh nghiệm tu thiền của Đức Phật và các bậc thánh. Sở dĩ chúng tôi chọn cái thờ pháp này trong ngày hôm nay, đa số những khóa thiền trước chúng tôi cũng hướng dẫn thuyết giảng với đề tài này, bởi vì đó để cho chúng ta học thêm cái kinh nghiệm của Đức Phật và bậc thánh. Các bậc Đức Phật và bậc thánh không phải tự nhiên, các vị ta thành Phật hay thành thánh sẵn đâu, mà còn được cũng phải trải qua sự tu tập, mà tu tập thiền định giống như ngày hôm nay chúng ta đi học thiền định, chúng ta học theo vậy thì chúng ta học như thế nào. Ở đây chúng tôi chia trích đoạn ở trong cái bài kinh gọi là bài kinh số 128, bài kinh gọi là Tùy Phiền Não, nằm trong trung bộ kinh tập 3 thuộc về kinh Tạng. Ở đây chúng tôi giải sơ về chữ tùy phiền não. Cái tùy phiền não, tức phiền não này đó, nó một cách khác là nó nằm theo cái thiện pháp. Khi mà chúng ta tu tập một cái thiện pháp thì một cái phiền não dựa theo thiện pháp nó sanh lên. Thì tùy phiền não này nó có nhiều loại, nhưng mà đây chúng tôi chỉ nói trong giới hạn cái tùy phiền não của bài kinh này thôi. Bài kinh này chúng ta có thể gọi nó tùy phiền não định. Nó có tùy phiền não của quán, giống như là 10 phiền não của quán mà chúng ta có học qua rồi đó. Hoặc là tùy phiền não của giới, tức là tu tập về giới thì chúng ta sẽ sanh cái phiền não của giới. Tu tập bên đây là tu tập về định thì chúng ta sẽ có những tùy phiền não của định sanh khởi lên chúng ta. Khi mà chúng ta tập tùy phiền quán, nó sẽ có những cái tùy phiền não nó sẽ sanh theo. Tức là nó thuộc về gọi là cái phiền não này chúng ta hiểu theo cái nghĩa là bất thiện cũng được. Thì cái khi mà chúng ta tu tập về thiện pháp thì bất thiện nó cũng sanh theo chúng ta. Vậy thì chúng ta theo dõi coi kinh nghiệm tu thiền của Đức Phật bậc thánh tu tập như thế nào thì chúng ta sẽ học được kinh nghiệm đó. Chúng tôi sẽ thuyết và giảng, tức là chúng tôi sẽ trích trong cái đoạn kinh này. Ở đây trong kinh tùy phiền não là nó có tất cả là 11 cái tùy phiền não khi mà quý vị mà tu tập về thiền định. Ở đây chúng tôi giờ trích đoạn khi mà các vị thánh đệ tử là ngài Anuruddha, ngài Nandiya và ngài Kimbila. Ngài Anuruddha thì tạo âm có khi là âm là Analuk hoặc Anuruddha, còn ngài Nandiya thì tạo âm là Nan Đề, còn ngài Kimbila là âm là ngài Kim Tỳ La. Đó là chúng ta có thể mà dựa theo cái tên của các ngài chúng ta coi Minh Bắc Tông chúng ta hiểu thêm. Khi mà các vị học thiền từ nơi Đức Phật xong rồi mới tìm cái chỗ yên tĩnh để mà tĩnh tu, để vào trong vườn
Vườn Thiện Quyển của dòng họ Thích Ca tu tập. Khi mà các vị mà tu tập giống như bây giờ chúng ta tu tập xong rồi chúng ta phải trình pháp, thì nghĩa là Đức Phật đi đến nơi để thăm hỏi và để cho các vị trình pháp. Khi Đức Phật tới nơi, Đức Phật cũng hỏi thăm về sự tu tập như thế nào, vân vân. Đây chúng tôi trích đoạn: lần thai này các Anuruddha, Đức Phật gọi chung cái nhóm đó, này các Anuruddha, các người sống không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, các người có chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng, xứng đáng một thánh, sống thoải mái an lạc hay không? Ta được Phật hỏi các người tu tập vậy có chứng được cái gì không? Ở đây các vị trả lời: Bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, chúng con nhận thấy được ánh sáng cũng như sự hiện khởi của các sắc pháp. Đây các vị trả lời. Thì quý vị có thể coi đầy đủ hơn cái đoạn đầu, chúng tôi không cần thuyết giảng, chúng tôi chỉ trích đoạn thôi. Thì các vị nói tu tập là thấy được ánh sáng và sự hiện khởi của các sắc pháp. Ở đây anh hai phần: thấy được ánh sáng, về trong tâm khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta thấy ánh sáng là một mặt. Cái thứ hai, sự hiện khởi của các sắc pháp này chủ yếu là các vị thần linh, tức là chư thiên. Nhưng ánh sáng ấy không bao lâu biến mất, cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp, tức là nó sanh khởi rồi nó mất. Chúng con không hiểu được rõ tướng ấy là tướng gì. Thì là khi mà các vị trả lời vậy, thay vì Đức Phật giống như mà các bậc thầy khác đó, thì người ta sẽ nói các ngươi phải làm như thế này, làm như thế này. Đức Phật không có nói ông dạy vậy, mà Đức Phật mới nói lên kinh nghiệm riêng của cá nhân ngài. Đức Phật mới nói rằng: này các núi thác, tướng ấy các ngươi cần phải hiểu rõ, ta cũng vậy. Tức là Đức Phật nói hồi xưa ta tu thiền cũng giống như các ngươi vậy. Này các núi thác, trước khi giác ngộ chưa chứng chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, tức là trước khi mà Đức Phật thành Phật được gọi là còn là Bồ Tát, ta nhận thấy ánh sáng cũng như sự hiện khởi của các sắc pháp. Nhưng ánh sáng ấy không lâu biến mất nơi ta, cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp. Ở đây Đức Phật với Bậc Thánh nghĩa là gặp một trường hợp giống nhau, nhưng mà riêng đối với Bậc Thánh đó, thì là một hạ thinh văn, nên các vị mà thấy được hiện khởi nó sanh khởi lên mà không biết khắc phục và xử lý nguyên nhân. Còn đi Đức Phật ngài có một trí gọi là vô sơ tự ngộ, tức là tự ngài hiểu biết được khi mà thấy hiện nguyên nhân mà sanh khởi lên, thường thường người dùng cái trí xét coi nó nguyên nhân này do cái nguyên nhân nào sanh lên. Bắt đầu nghĩa là ngài mới tìm được nguyên nhân. Ta suy nghĩ sao, do nhân gì, do duyên gì, cái ánh sáng biến mất nơi ta, cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Này các Anuruddha, ta suy nghĩ sao, nghi hoặc. Cái chữ vào thượng dịch nghi hoặc nó hơi nặng nề, chúng ta gọi nghi ngờ cũng được. Nghi ngờ khởi lên nơi ta, vì có nghi ngờ nên định của ta bị biến diệt. Khi định biến diệt, ánh sáng biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Đó, Đức Phật ta tìm hiểu được cái thứ nhất là tìm hiểu, thứ nhất là do cái nghi ngờ. Nghi ngờ nó là một cái bất thiện, thì mấy khi chúng ta tu tập thiền định, thiền pháp nó sanh lên, thì khi mà bất thiện khởi lên thì đương nhiên nó phá cái tướng ánh sáng này. Khi mà Đức Phật phát hiện được rồi đó, Đức Phật nghe sao? Vậy ta phải làm thế nào để nghi hoặc không khởi lên cho ta nữa? Tức là nguyên nhân mà nào mà sanh cái nghi ngờ lên đó, thì ngài mới tìm hiểu, ngài khắc phục. Nhưng mà khắc phục rồi á, thì ánh sáng sanh trở lại, thì hướng sắc pháp của hành sanh khởi trở lại. Chứ không phải có nguyên nhân đó rồi bắt đầu nó mất nữa, ngài mới tìm hiểu lý do nào. Cái lý do thứ hai là không tác ý, không tác ý là không chú ý khởi lên nơi ngài, rồi ngài cũng khắc phục được cái điều đó. Rồi lại thêm một lần thứ ba sanh khởi ánh sáng một thời gian sau, sắp pháp một thời gian sau là nó mất được, ngài mới tìm hiểu lý do đó là do hôn trầm thủy miên, cái giải dự buồn ngủ khởi lên. Và cái sau khi mà khắc phục rồi, bắt đầu thêm một cái điều thứ tư nữa là do sự sợ hãi mà sợ lên nơi ngài. Ngài cho ví dụ như này, ví như này các nó đối thác, một người đang đi trên con đường, có kẻ giết người nhảy đến công kích từ hai phía, do nhân viên từ hai phía nghĩ khởi lên sợ hãi. Có thể chúng ta hiểu theo cái nghĩa đang tu thiền này, tự nhiên có một phi nhân nào đó, nghĩa là nó xuất hiện và nó tấn công đó, thì cái giật mình nó khởi lên, thì cái sợ hãi nó thanh khởi lên, thì bắt đầu sợ hãi đó là cái tâm bất thiện, tự nhiên nó làm cho ánh sáng mất. Rồi ngài khắc phục được cái sợ hãi đó, rồi bắt đầu hết cái sợ hãi thì bắt đầu có mừng rỡ, là cái vào thượng dịch là cái sự phấn chấn khởi lên nơi ngài. Thì cái sự mừng rỡ khởi lên, phấn chấn hay phấn khởi khởi lên thì cũng làm cho mất cái ánh sáng nữa. Thì ngài ví dụ này, các đối tác một người đi tìm cửa miệng một kho tàng, và trong một lần tìm được 5 cái cửa miệng kho tàng, do nhân viên ấy phấn chấn khởi lên nơi ngài, tức là giống như mà tìm một cái thiện pháp nào sinh lên, mà dựng sinh
giống như mình năm điều luôn, mà thấy mừng rỡ lên, xanh rỡ lên thì nó cũng làm cho ánh sáng mất đi. Rồi cuối cùng đó, tới cái phần thứ sáu, đây dịch là cái dâm ý. Đúng ra cái này dịch là chữ thô ý, nhưng mà không biết là dâm ý hòa thượng dựa trên chỗ nào, là chữ đút thun lá. Đút thun lá mà nếu trong trong cái tội của chữ thăng người ta gọi là thô tội, thì chúng ta dịch theo cái từ ngữ nó dễ hơn, là nghĩa là cái thô ý nó sanh khởi lên. Không biết thô ý là thì cái từ này ngữ nó nhẹ hơn, để chữ dâm ý. Vậy chữ này nó phải chữ dây dâm. Rồi sau khi mình khắc phục rồi, tới ánh sáng thanh khởi trở lại, thì bắt đầu sự tinh cần quá độ đã khởi lên ngày, khiến cho nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền mà có được kết quả thì chúng ta rất là quan hỷ, chúng ta miệt mài ngồi cả ngày, ngồi cả đêm luôn. Thì do chúng ta tinh cần quá độ thì khiến cho cái ánh sáng và cái sắc pháp cũng biến mất luôn. Thì ngày ví dụ giống như mình nắm chặt một con chim vậy, nắm chặt thì nó bị chết đó. Rồi bắt đầu ngày nghĩa là không sợ nó, giống như nó chết vậy, thì ngày nghĩa là thả lỏng ra. Thì bắt đầu cái điều thứ 8 là tinh cần quá yếu đuối, rồi giống như người nắm một con chim mà quá lỏng lẻo nó bay mất. Bắt đầu thứ 9 là cái tham dục, đó là sự tham lam khởi lên đó. Cái tham lam là tiếng Bali gọi là Avicchappa khởi lên ngày này. Rồi sau khi nghe ngày khắc phục được rồi, tới cái tiệm phần não thứ 10 gọi là sai biệt tưởng. Sai biệt tưởng tức là cái tâm nghĩ lung tung đó khởi lên cho ngài. Rồi ngài khắc phục rồi, rồi bắt đầu tới cái tiệm phần não cuối cùng, một trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp. Bởi vì khi mà sanh khởi lên mà vì thấy ánh sáng đẹp quá, hay là thấy chư thiên nghĩa là ăn mặc nghĩa là sắc phục của người ta đẹp quá, chúng ta lo mãi nhìn, chúng ta ngắm đó, thì đương nhiên nó cũng là khiến cho cái tham phiền não nó sanh khởi lên, thì đương nhiên ánh sáng mất nữa. Rồi sau khi ngài tìm hiểu biết được 11 cái loại tìm phiền não này khiến làm cái chướng ngại nơi cái thiền định ngài không sanh được, bắt đầu khắc phục rồi sao. Rồi này các đối thoát, ta sống không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần, tức là siêng năng tu thiền đó. Nhận thấy được ánh sáng nhưng ta không thấy được các sắc pháp cả đêm cả ngày, hay cả đêm và cả ngày, tức là thấy cái buổi sáng hay tới buổi chiều, tức là nó không có liên tục. Thì sau đó ngài cố gắng tu tập, ngài mới tìm hiểu. Do về vấn đề này, các đối thoát ta suy nghĩ sao, do nhân gì, do duyên gì, ta chỉ nhận thấy ánh sáng nhưng không thấy sắc pháp cả đêm cả ngày, hay cả đêm và cả ngày. Ta chỉ thấy được sắc pháp mà không thấy ánh sáng, tức là ngài thấy được chỉ một trong hai thôi. Và vấn đề này cũng là trong khi ta không tác ý sắc tướng nhưng có tác ý ánh sáng tướng, trong khi đó ta nhận thấy được ánh sáng nhưng ta không thấy sắc pháp. Còn trong khi ta không tác ý ánh sáng tướng thì nhưng ta ý sắc tướng, trong khi ấy ta thấy các sắc pháp nhưng ta không nhận thấy ánh sáng cả đêm cả ngày. Tức là trong hai cái ánh sáng và cái sắc pháp, cái ngày hãy mà để ý cái nào thì đương nhiên cái đó nó sẽ nổi lên rõ rệt với ngày, còn không để ý thì nó không hiện ra khởi. Do đó có khi gặp thế này thì, rồi sau đó ngài cố gắng tu tập thêm nữa, ngài mới thấy ánh sáng có hạn lượng và các sắc pháp có hạn lượng. Ánh sáng có hạn lượng tức là ánh sáng ít giới hạn, còn sắc pháp có hạn lượng tức là ánh sáng ít rồi có giới hạn. Rồi có khi nhận thấy ánh sáng vô lượng và nhận thấy sắc pháp vô lượng. Cái điều này quý vị nào có kinh nghiệm tu thiền mới thấy được, nghĩa là cái ánh sáng đó nhất định vì người tu thiền phải có ánh sáng phát sanh lên thì mới có được cái kết quả của cái thiền định. Rồi bắt đầu ngày cố gắng tu tập vậy thì ánh sáng nghĩa là vô lượng cả đêm cả ngày sinh khởi lên như ngày. Rồi ngài mới nói rằng ta suy nghĩ sao, khi nào định có hạn lượng thì cái mắt ta có hạn lượng, còn con mắt có hạn lượng ấy, ta nhìn thấy ánh sáng có hạn lượng, nhìn thấy sắc pháp có hạn lượng. Nhưng khi nào định của ta không hạn lượng, ta định vô lượng thì mắt của ta thành vô lượng, với con mắt vô lượng ấy ta nhìn thấy ánh sáng vô lượng và sắc pháp vô lượng cả đêm cả ngày, hay cả đêm cùng cả ngày. Ở đây con mắt chúng ta phải hiểu thấy cái điều này. Cái này là mới giai đoạn đầu tiên của người tu thiền, là cái con mắt đó được gọi là cái tâm nhãn. Quý vị nghe một cái từ mới đó, chứ không phải là cái thiên nhãn. Một số người lầm tưởng ngồi thiền nghe thấy này thấy nọ, chắc là đó có mình đắc thiên nhãn, đắc quỷ nhãn rồi đó. Không có thiên nhãn quỷ nhãn nữa. Nếu mà đúng ra muốn mà đắc mà thiên nhãn thì nó có bốn chức năng. Chức năng thứ nhất là thiên nhãn, tức là muốn nói là mắt trời đó, thì thấy được thiên đàng, thấy được địa ngục, thấy được thế giới xa, thế giới gần. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa được gọi là sanh tử trí, thấy được sống và chết của chúng sanh trên thế gian này, thấy được cái chúng sanh đó nghe sanh ra thì biết là họ ở đâu mà sanh tới, họ chết đi họ sanh gì đâu thì biết là đó, thấy là cái này gọi trí, thấy được cái sống chết của chúng sanh. Đó là cái thứ hai.
Cái thứ ba đó gọi là tùy nghiệp hành trí, tức là thấy nhân duyên sanh tử họ, tức là tại sao mà họ tự sanh lên thế nào, tại sao họ đọa đến địa ngục và thấy được cái nhân duyên đó, thấy họ do họ làm thiện mà được sanh lên thiên thú thiên giới thế, ở đời này họ làm ác phải đọa xuống ác thú, đọa xuống địa ngục, đó là thấy được đó nhân duyên sanh tử. Còn trí thứ tư đó gọi là vị lai phần trí, tức là thấy được cái vị lai của họ, tức là thấy họ rồi giống như thấy người đó biết là chết, tương lai là chết, sinh về đâu là mình có thể thấy trước được. Thì cái đó là cái vị lai phần trí này, chỉ thường thường cái trí này đó Đức Phật có rất thấy rất là xa. Chẳng hạn Đức Phật coi như thời khi mà Đức Phật thọ kiếm một ngày nào, Đức Phật nói là 100 ngàn đại kiếp sau người sẽ trở thành đệ nhất thanh gian, hay đệ nhị thanh gian, một a tầng kiếp 100 ngàn đại kiếp sau sẽ trở thành thượng đỉnh thanh gian như ngàn xá lợi phất hay một liên, hai người này có thể mà trở thành đại thanh gian 100 ngàn đại kiếp về sau thấy được. Còn đối với một các chư vị Bồ Tát nói là vị này 4 a tầng kỳ 100 ngàn đại kiếp về sau sẽ trở thành một vị Phật, vân vân. Đó là cái vị lai phần trí của các vị. Thì nếu người nào nó đắc được cái thiên nhãn hay là huệ nhãn, nó phải có được 4 chức năng này, còn không có đó là cái đó mới là tâm nhãn thôi. Mà tâm nhãn khi đúng khi sai nên nhớ chỗ đó, nó khi còn khi mất, khi có hay không. Rồi sau khi Đức Phật nghĩa là khắc phục được rồi, Đức Phật tinh tấn tu tập sao. Rồi này các nước Đức Thái, ta tu tập định có tầm có tứ, ta tu tập ra định không có tầm chỉ có tứ, ta tu tập định không tầm không tứ, ta tu tập định có hỷ, ta tu tập định không có hỷ, ta tu tập định câu hữu với lạc, ta tu tập định câu hữu với xã. Quý vị thấy rõ ràng nghĩa là Đức Phật tu tập chưa. Rồi khi nào rồi này có lúc đó, khi nào tôi tu tập định có tầm có tứ, định đó được chúng ta gọi là cái sơ thiền hay sơ định được. Khi nào tôi tập định không có tầm chỉ có tứ, tức là tính là nhị thiền. Khi nào tôi tập định không có tầm không có tứ, tức là tam thiền tứ thiền. Khi nào tôi tập định có hỷ, tức là sơ thiền nhị thiền. Khi nào tôi tập định không có hỷ là tam thiền. Khi nào tôi tập định có hữu với xả, tức là tứ thiền. Thời tri kiến khởi lên ta, giải thoát của ta là bất lộng, đây là đời sống cuối cùng của ta, ta không còn hiện hữu nữa. Thế Tôn thuyết giảng dạy ngài nốt giác quan hệ tính thọ là Thế Tôn dạy. Đâu có gì thấy đây là cái kinh nghiệm tu thiền của Đức Phật và các bậc thánh, là ngài mới nói truyền cái kinh nghiệm đó cho ngài Anuruddha, ngài Ananda, ngài Kim Lá, ba vị tu tập. Thì trong cái mùa hạ an cư đó thì ba vị đều trở thành bậc thánh A La Hán hết, và đặc biệt ngài Anuruddha trở thành đệ nhất về thiên nhãn. Ở đây chúng tôi cũng trích được cái đoạn của bài kinh số 128 mà nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh chương Ba Pháp. Cái đoạn đó để cầu quý vị thấy tu tập, quá trình tu tập của ngài Anuruddha Thá. Thì ngài cũng từ đó ngài tu tập tiếp tục nữa. Và khi mà ngài tu tập tiếp tục đó, ngài mới thấy hiện tượng như thế này, ngài là trình pháp, không phải trình pháp với Đức Phật mà trình pháp với ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói: thưa Tôn giả Sariputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1000 thế gian giới. Phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có thụ động, niệm được an trú, không có tất niệm, tâm được kinh an, không có kỳ nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm của tôi chưa giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Khi mà trình pháp có bao nhiêu câu đó là thì ngày bắt đầu ngày sẽ là phát ngày mới chỉ. Này hiền giả Lưu Đức Thác, hiền giả suy nghĩ sao? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn thấy một thế gian giới. Đây gọi là kiêu mạng của hiền giả, tức là cái ngã mạng đó. Này giả Lưu Đức Thác, hiền giả suy nghĩ sao? Phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Đây gọi là trào cử quyền giả, trào cử tức là phóng vật đó. Này do nó thế, thì giả suy nghĩ như sau: tuy vậy tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đây là hối quá quyền giả, tức là cái tâm gọi là hối hận đó. Chúng ta hiểu là nghĩa đó được. Đây là hối quá quyền giả. Lành thay Tôn giả nó thế, đoạn trừ ba pháp này, bởi ba pháp này thuộc về bất thiện. Không thấy ba pháp này hãy chú tâm vào cái giới bất tử. Giới bất tử tôi chỉ cho niết bàn đó. Rồi Tôn giả Anuruddha sau một thời gian, sau khi đoạn trừ ba pháp này, khi không tái ý ba pháp này, chú tâm vào giới bất tử, rồi này, Tôn giả Anuruddha sống một mình an tịnh, không muốn vật nhiệt tâm tinh cần, không lâu đạt được mục đích mà các thiện gia năm tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống trong gia đình chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại tự mình có thắng trí, sau khi chứng ngộ chứng đạt vẻ an trú, vẻ chứng tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lưu trạng thái này nữa. Và Tôn giả Anuruddha đã trở thành vị A-la-hán nữa. Rồi quý vị thấy cái giai đoạn đầu là tu tập giống như vậy, tu tập sơ cơ, giai đoạn đầu tu tập về thiền định thì chẳng có cái gì hết trơn. Thì và gặp phiền thì phiền não sanh lên mà không biết khắc phục như thế nào. Thì Đức Phật mới chỉ nói cái kinh nghiệm của ngài này chỉ cho cái khắc phục thì các vị đã khắc phục được.
mà khắc phục được rồi thì ngài nốt thá bắt đầu tu tập được, định bắt đầu có được, đắc được nghĩa là cái thiên nhãn, có thể thấy được ngài thế gian giới. Ngài thấy thế gian giới vậy thì ngài mới đến thắc mắc tại sao mà thấy được ngài thế gian giới mà chưa đắc chứng thánh quả. Quá trình như ngài Sariputta, ngài Sariputta mới nói thứ nhất là ví dụ hiện giả mà nói là tôi thấy được ngài thế gian giới, đây là cái kiêu mạn của mình, đó là một pháp bất thiện nó sinh khởi lên. Còn nếu mà thấy là tâm tôi rất là định tĩnh, tuy là nói tâm rất định tĩnh chứ thực ra đó là tâm mình đang phóng dật đó, đang là trào cử của hiện giả. Trào cử nó gọi là một pháp, cũng là một pháp bất thiện. Rồi bắt đầu mình mới thấy rằng tâm mình chưa giải thoát pháp hoặc, tức là lúc này ngài chưa chứng thánh. Tức là ngài có đắc thiên nhãn nhưng mà chưa phải chứng thánh. Rồi sau khi mà ngài Sa Phật nói đây là thối quá quyền già quả giả, cái kiêu mạn trào cử và thối quá, ngài khắc phục ba pháp này. Ngài Sa Phật ngài kêu nghĩa là chú tâm và khắc phục ba pháp này hướng về cái sự cái niết bàn để mà giải thoát, thì ngài cuối cùng ngài cũng đạt được theo yêu cầu đó, không cần Đức Phật dạy. Ở đây nó còn đoạn sau nữa mà chúng tôi nghĩ thôi chắc tới đây cũng vừa đủ. Đoạn sau nữa là cái một cái bài kinh khác, bài kinh này bài kinh rừng sừng bò. Hồi xưa bà thượng dịch là Ngu Giác Lâm Tiểu Kinh, Ngu Giác Lâm Đại Kinh, thì là một Ngu Giác Lâm Tiểu Kinh. Thì trong đây Đức Phật cũng đã đến thăm các vị, rồi Đức Phật mới hỏi. Đây chúng tôi chỉ nói tắt thôi bởi vì này lập lại rất là dài, mất thì giờ. Các Đức Phật cũng hỏi giống như trên: các người sống tinh tấn nhiều tâm tinh cần như vậy, các người có chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng bậc thánh sống thoải mái hay không? Hỏi vậy thì hồi xưa hỏi vậy thì các vị nói là có phiền não không được cái gì hết trơn, nhưng mà giờ hỏi các vị trả lời, ngài Anh Muốn Thá đại diện ba vị trả lời: sao có thể không được bạch Thế Tôn, cho đến khi chúng con muốn chúng con ly dục, ly pháp thiền chứng và trú thiền nhất, còn ra thì là có ly dục sanh có tầm có tứ. Rồi sau đó Đức Phật hỏi: các ngươi có vượt qua cái sự an trú đó, tức là ngươi có chứng đắc pháp khác nữa không? Đức Phật các vị nói có, chứng đắc là thiền thứ hai, vô tầm vô tứ chiến trú thiền ra, một trả thấy lạc cho định sanh không tầm không tứ mà tưởng tâm. Rồi Đức Phật hỏi nữa, các vị nói có, con chứng được trú thiền thứ ba, ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ một thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Rồi Đức Phật hỏi nữa, rồi các vị nói có, các vị nói chứng được cái thiền thứ tư, xả lạc xả khổ diệt hữu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thiền tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Rồi hỏi được, nghe các ngươi còn có vượt qua nó không? Dạ có, con vượt qua khỏi sắc tưởng, chứng trú thiền vô sắc, đầu tiên là hư không vô, là vô không vô duyên xứ. Rồi bắt đầu hỏi nữa thì các vị nói vượt qua cái không vô duyên xứ, chứng trú được thức vô duyên xứ. Rồi hỏi nữa, Đức Phật mới hỏi được thì các vị nó vượt qua được sự đạt tới sự vô sở hữu xứ. Rồi Đức Phật hỏi nữa, các vị nó vượt qua sự vô sở hữu xứ và chứng trú phi tưởng phi tưởng xứ. Rồi sau khi Đức Phật hỏi nữa thì các vị mới nói là chứng và trú diệt thọ tương định, sau khi thấy bằng trí tuệ các lậu của con đã được đoạn trừ. Đó là sau khi mà ngài đại diện trả lời hết xong, rồi Đức Phật nghĩa là mới khích lệ cho ba vị quan hỷ, rồi Đức Phật trở về trú xứ của ngài. Còn riêng mà hai vị Nan Thí Giá và Kim Bồ Tát mới thắc mắc: thưa tôn giả Anh Muốn Thá, chúng tôi là người đã chứng cái quả này nhưng mà tôi đâu có nói với hiền giả tôi đã chứng mà tại sao giả biết? Thì ngài Anh Muốn Thá mới nói rằng do tâm của ngài biết được, tức là ngài có tha thần tông biết được hai vị này đã chứng đắc như vậy. Và cái thứ hai nữa là chư thiên cũng đã báo cho biết chính nhờ phương tiện này mà cái câu hỏi đã Đức Thế Tôn hỏi đã được trả lời. Đó là nội dung của cái bài kinh này và kinh nghiệm tu thiền của Đức Phật bậc thánh. Thì chúng ta bây giờ chúng ta cũng bắt đầu chúng ta tu tập thì chúng ta cũng chịu khó, các ngài của hồi xưa cũng tu tập chịu khó, chứ không phải tự nhiên cái ngài quốc nhiên đại ngộ thành thánh liền đâu. Chúng ta chớ nghe mà những người nào đó tên nó ẩu nó tả, các ngài cũng miệt mài cũng ngồi thiền cả ngày cả đêm giống như chúng ta vậy. Thì Đức Phật cũng nói ngồi thiền cả ngày cả đêm, khi mà có được cái thiền pháp vậy, tức là có một cái ấn chứng mà sinh khởi lên thì ngài miệt mài để tu tập cho rốt ráo. Sau khi mà tu tập rốt ráo về mặt căn chứng rồi, bắt đầu mới hướng về định, tu tập về định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định có tầm có tứ, định không có tầm chỉ có tứ, hay định không tầm không tứ, đó là theo trình tự. Thì bây giờ ngày nay người ta tu tập người ta không dựa theo cái tu tập của Đức Phật dạy ngày xưa, mà tu tập theo các tổ không à. Thì chúng ta lưu ý chỗ là chúng ta tu theo tổ thì chúng ta thành tổ, chúng ta tu theo Phật thì thành Phật. Thì chúng ta chỉ coi những gì mà Đức Phật dạy, thì chúng ta học theo cái cách Đức Phật dạy thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt được kết quả của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Còn chúng ta coi của tổ giờ tôi tu tập chứng đắc, biết chứng đắc như thế nào đó không? Không, chúng ta không bảo đảm được, mà đó không được Đức Phật thừa nhận.
thôi chúng tôi nghĩ là thầy pháp chắc cũng đến đây cũng vượt qua lẽ rồi. Còn các vị có cần thắc mắc gì nữa thì mời các vị. Trong kinh Đức Phật nghĩa là truyền dạy là kinh nghiệm của ngài rất nhiều, kinh nghiệm tu tập của ngài rất là nhiều, nhưng mà tiếp theo là chúng ta cái học theo tổ này chúng ta không nghe không biết được đó. Rồi, tôi chúng tôi hôm nay là thuyết giảng ngày nay là 21, ngày 22 chúng tôi nghỉ, 23 chúng tôi thuyết giảng tiếp một thời nữa. Châu vậy thấy cái sự tu tập của Đức Phật như thế nào? Người nào muốn mà học theo những pháp của Đức Phật thì dựa theo đó chúng ta tu tập chúng ta có thể đạt được. Mình xin mời thiện nam tín nữ. Vì có thắc mắc cái hỏi tự nhiên không có gì vậy. Còn không nếu mà ngại chúng tôi để cho Đại Đức Hành Tuệ trả lời cũng được. Dạ thầy là tâm tứ là thế nào? Vì không hiểu. Tâm và tứ hả? Cái đó là những từ ngữ chuyên môn của về cái thiền. Chữ tâm có nghĩa là hướng đến, giống như giờ chúng ta nghĩa là hướng đến chỗ nào đó. Ai đầu tiên chúng ta chưa biết thiền viện Quan Thủy thì nghĩa là ai đó ở thiền viện Quan Thủy ở chỗ đó đó, thì chúng ta đi theo dựa theo cái chỗ mà ta chỉ đó đó thì chúng ta đi tới nơi, đi đến nơi đó rồi thì đó là cái chức năng của tâm không. Còn tứ này có giải thích có nhiều nghĩa. Tứ có nghĩa là dịch là cái quan sát, còn hay là cái kiềm giữ. Ví như cô giống như con ong nó bay đi tìm đến bông hoa, khi mà con ong đi tìm đến bông hoa là cái chỗ để nó hút mật, thì con ong nó bay tới nó là cái chức năng của tâm. Khi bay tới nó gặp bông hoa rồi nó bắt đầu nó bay vòng vòng, người ta gọi là quan sát cũng được, hồi xưa là gọi quan sát cũng được, hay là kiềm giữ cái cảnh đó tùy theo các người hiểu. Quan sát bông hoa hay kiềm giữ bông hoa, hồi xưa người ta gọi là cái thời mà tiếng Hán này đó, đúng ra tiếng Hán đó, hồi xưa đó thời cụ dịch, là thời cụ dịch là đại biểu cái người giỏi nhất hồi xưa gọi là của đời ông Cua Ma La Thập, gọi là cụ dịch. Thì dịch cái năm chư thiền gọi là giác quán phỉ lạc định, nhưng mà tới đời ông Trần Quỳnh Trang ông về sửa lại dịch là tầm tứ hỷ lạc định, đó, sửa lại chỗ đó. Thì dịch tứ đó là tiếng Việt Nam, tiếng tứ Việt Nam mình có sàn có từ nhất nhưng mà thường ít xài, tức là khi làm gì đó nói cha mẹ hay là mà không có ý tứ gì hết, không có ý tứ gì, tức là mình không có cái chú ý, không có quan sát gì, đó là cái chữ tứ, đó là nó trong cái chức năng của chữ thiền. Còn khi nào chúng ta thiền á được miệt mài với một cái đề mục rồi đó, rồi có kết quả thì chúng ta sẽ hiển lộ được cái chi tầm như thế nào, chữ tứ như thế nào, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng hơn. Còn đây như giải thích có để chúng ta hội lý chúng ta chỉ hiểu được cái chung chung vậy thôi chứ nó không được rõ ràng lắm được không? Cái tu thiền đó là những cái chi thiền đó là phát sinh lên từ tử tầm tứ thì là mình chúng ta sinh từ tử. Xong rồi câu hỏi khác. Dạ thứ nhất là mình biết là chứng thiền. Thì chứng thiền thì mình tu tập đến trình độ đó tự mình sẽ tự biết được cái chứng thiền như thế nào ha. Thì thiền sư hướng dẫn mình chỉ cho mình biết. Cái ánh sáng là mình hành thiền tập trung tâm trên một cái đề mục thì nhất định tới lúc nào thì có sáng sanh thở lên cho chúng ta. Chúng ta phải miệt mài đối với cái đề mục thì tự nhiên nó sanh thở lên. Cái đó là ở đây không biết là con có thấy hồi xưa cái người ta đi xe đạp mà có cái dynamo không? Dynamo trong xe đạp á, đạp cái dynamo nó khi mình đạp nhanh á thì dynamo nó quấn nó rồi nó phát ra ánh sáng, xe nó chiếu ánh sáng. Đó đó, thì nghĩa là khi mà tâm mà chúng ta tập trung mà trong một cái đường một bờ thiền định thì nhất định là bắt đầu ánh sáng thì nó phát sinh lên, cho tâm chúng ta được sinh liên tục. Thì cái này con ngồi thiền được cái dòng tưởng sáng mà con cái lo tâm trụ trong hơi thở, thì trụ trong hơi thở tới phút nào nó bắt được cái hơi thở được nó sẽ sanh ánh sáng cho chứ đừng có tìm vô ngồi thiền tìm ánh sáng là sai, tức là cái
giống như tâm chúng ta trụ trong đời một thì ánh sáng sanh lên, chứ không phải chúng ta đi tìm ánh sáng. Còn muốn biết ánh sáng thế nào làm thua tâm con tập trung tốt trong đời một được, trong đời một thở ra thì vô thì nó sẽ sanh khởi cái gì nó bình thường thôi, không gì lạ. Dạ, có thể có một cái mặt để chứng minh cần thiền và có được thành công thì mình buộc phải thực hành thiền định. Còn nếu mà mình muốn kiến tạo và kiến kiến thành đạo kết quả thì mình phải thực hành thiền định. Nó thời buổi này ấy, mình hành thiền mà tốt có ánh sáng là thế là tốt rồi, đừng có nghĩ tới mà để có thành công. Bởi vì sao thì cái phước mình không đủ, cái định mình không đủ. Hai cái loại người đó ngày xưa nó mới có những người mình, ngày nay nó có, ngày xưa nó có 4-2 người. Để chúng tôi nhớ người thứ nhất là gọi là Ukkati Tanyu, người ta dịch là khai thị trí giả. Cái hạng người thứ hai gọi là Quý Bá Chí Tanyu, gọi là Quán Diễn Trí Giả. Thứ ba gọi là Nay Giá, gọi là Khải Diễn Trí Giả. Người thứ tư là Bá Đá Bá Mát, hai Phân Cú Tối Di Giả. Bốn hạng người đó kia Đức Phật thuyết tại án. Hạng thứ nhất đó, gọi là Khai Thị Trí Giả, Đức Phật chỉ mà khởi cái bài kinh lên, khởi bài pháp lên là ta nghe, ta đắc chứng đạo quả, thành tựu liền. Còn hạng người thứ hai đó là Quán Diễn Trí Giả, là cái hạng người đó Đức Phật phải giảng hết bài kệ hay giải hết bài kinh thì người đó mới đắc chứng là được. Đó là cái hạng người thứ hai. Và người thứ ba đó là Khải Diễn Trí Giả, là người đó phải dắt dẫn và tu tập giống như tương tự, giống như chúng ta học, không có học lên đại học thì chúng ta học hết tiểu học, chúng ta học lên trung học lên đại học, tương tự như vậy. Đó là hạng người Nay Giá. Và hạng người thứ tư là Dân Cú Tối Giả, hạng người này có học nữa cũng tu chứng được. Thì trong 4 hạng người này thường Đức Phật nó có 2 hạng người trên đó. Còn sau phần đời Đức Phật nghĩa là 2 hạng người trên không còn, chỉ còn 2 hạng người sau thôi. 2 hạng người sau đó thì chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ là được ca người thứ ba, là người Khai Dẫn Trí Giả, là người đó có thể dắt dẫn để chúng ta đi tu tập được. Giống như ở bên Thiền Viện Bảo có, chúng tôi thấy nghe một số người tôi tu tập đắc thiền định vân vân, còn đắc chứng đạo quả thì cái đó chúng tôi cũng không được nghe nhiều. Nhưng mà nếu giả thử đắc thiền định được hay đắc đạo quả được, đó là người thứ ba, thì đó là cố gắng tu tập đúng theo cái cách của các ngài hướng dẫn trong kinh sách hướng dẫn tu tập thì chắc chắn sẽ đạt được. Thành ra bây giờ chúng ta đã muốn mà chưa chứng đắc gì đó thì bây giờ phải cố gắng tu tập đi, chứ còn mà muốn mà đắc được những cái thiền định thần thông mà giống như mà lời Đức Phật đó thì bây giờ chỉ chờ đến đời Đức Phật cái Di Lặc về sau thì chúng ta mới có thể dễ đạt được cái vấn đề đó hơn. Bởi vì cái lớp người đó là cái lớp người thờ Đức Phật ra thuyết giảng là người ta đạt hết trơn rồi, người ta có hết trơn rồi, còn chúng ta chỉ là lớp người còn lại bắt đầu họ đã học và tiếp tục. Giống như chúng ta là lớp người đang học về cái mẫu giáo của một giáo, ai tiểu học một giáo, để mai sau là người Đức Phật Di Lặc thì chúng ta có thể lên cái lớp người trung học hay lên lớp người đại học. Bởi ngày hôm nay chúng ta tu không nổi, chúng tôi được biết một số thiền sinh mà được hay nói tôi thì bị hỏi về là tu tập đó, cố gắng tu tập lắm nhưng mà tu tập không nổi. Tại sao vậy? Là bởi vì cái phước mình không đủ, đó là chưa kể mà cái ăn uống nó không đủ, hay là nó đòi hỏi nhiều cái nguyên nhân khác để cái định giữ còn không được, nó làm sao mà tiến được. Muốn mà luyện được thiền định thần tâm hồi xưa mà tu tập theo mà cách mà rồi nhập thiền xuôi, nhập thiền ngược, nhập thiền nhảy vân vân rồi đó, mà bây giờ nghĩa là không đủ lực để thiền, làm sao mà nhập thiền xuôi được, nhập thiền ngược được, nhập thiền nhảy được. Đó là tu tập thiền mà chưa đắc được thiền định, làm sao mà luyện được cái tâm được tốt đẹp, luyện được tâm tốt đẹp rồi mới có, nghĩa là mới có thể đắc được thần thông được. Đó luyện thần thông nó khó chứ không phải đơn giản dễ tự nhiên mà làm được đâu. Có thể nó 10 người chưa biết kiếm được một người, không trong 100 người thì mai ra kiếm được một người mà có thiền định có thể đạt được. Nếu mà con có hứng thú với thần thông, cố gắng tu tập đi thì chắc sẽ cố gắng tu tập trong tương lai bỏ cuộc đời mình nghĩ vẫn có thể đạt được. Bởi mình còn trẻ đó, có thời gian có sức lực thì tu tập nó khác, cứ tu tập miệt mài đi thì muốn đạt gì đó có thể đạt được.
Nhưng mà để lớn tuổi về già yếu bệnh là khó tu tập được như ý. Ở đây chúng tôi cũng nói thêm một cái điểm này. Thượng và thần thông, chúng tôi tạm gọi nó là thượng đẳng thần thông. Bởi vì thượng đẳng thần thông nó có cái hạ đẳng thần thông. Thì thượng đẳng thần thông, quý vị có thể hiểu nó giống như một cái học chính quy vậy. Nên nó rất là khó. Đó, học mà nếu mà quý vị học và thiền định, luyện tâm để đi hướng đến thần thông rất là khó. Nhưng mà cái hạ đẳng thần thông là cái loại thiền định nó không đi tới nơi tới chốn, nó luyện thêm một cái hình bù chú nào đó, nó cũng có một số năng lực, nhưng mà cái đó là cái hạ đẳng thần thông nó không có giá trị gì hết trơn, mà cái đó nó có thể dễ dàng hư dễ mất. Đây ngày xưa chúng tôi có quen một cái anh Thiện Nam, anh chuyên luyện về một tâm, anh luyện một tâm anh tự hào là luyện được, nghĩa là cái năng lực cũng đặc biệt. Ở Sài Gòn á, có thể mà anh hướng tâm mà tới Vũng Tàu á, tôi đã coi giống như bữa nay sáng nay tính đi chơi với anh em ra Vũng Tàu, không biết Vũng Tàu nữa là trời mưa trời nắng có như thế nào, mà anh hướng tâm mà anh thấy là trời tốt thì có thể mình đi được, rủ mọi người đi đó. Thì anh nghĩa là có lúc anh nói anh luyện được cái giống như cái bộ bối, cái bảo tháp gì đó. Thì bên nhà thành phố, mà bên kia là đường, bên kia là nhà, bên đây nhà giữa cái đường thì trái nhà nó vẫn mặt tạt qua bên nhà, nó dùng cái bộ bối đẩy, nghĩa là cái lửa nó đi chỗ khác, không có cháy qua bên nhà anh được. Và anh cũng có những cái năng lực về thiền luyện mật âm tông, anh kể cũng rất là hay. Có một cô bạn, một hôm có đứa con biết sao bị sao cái chân nó nhức lắm, đi chữa thầy không hết, bắt đầu bây giờ anh giúp dùng. Thì ngồi thiền có năng lực đó là người ta dùng cái năng lực bảo tháp đẩy anh ép vô cái chân của cô này, ép chân nó đẩy ra, thì anh thấy có một tổng lực đề kháng phản kháng đó, thì anh mới dùng hết năng lực đẩy. Thì cuối cùng ở cái chân của cô cái con gái đó cái giọt ra một con người là con rút ma. Rồi mà anh hỏi tại sao vậy, thì con đó nói là tại do cái tình địch với người mẹ sao mà hại chết sao đó, tức cậu con trai với nhau. Cậu con trai ban đầu là khi nghĩa là khi mà chết rồi nó thành con rít ra trong cái củi đó, thì cái con rút mà con dọn củi thấy vậy lấy dao chặt nó chết. Thì chết thì rít thú nó biến thành rít ma, nó theo nó hại bà mẹ, nó sinh hại đứa con. Và ông mới khuyên nữa là thôi giờ nữa là giống như mà xả bỏ con trái, đừng có hại ta nữa, không nên. Là cuối cùng nó chịu, có việc nó không chịu là ông cũng dùng năng lực ông cũng đẩy được. Cuối cùng nó không chịu, nó xả ra, nó buông cái là cô đó hết bệnh, không còn nhức gì hết. Năng lượng năng lực khi mà gặp đến chúng tôi cũng khuyên anh bỏ cái công việc như thế này, nghĩa là nó uổng công việc của đời anh. Chẳng thể anh bỏ hết cái này, anh lo tôi tu thiền đúng theo Đức Phật dạy đi, học viện nó còn có giá trị cho cái đời sau, mai ra gặp Phật, Phật ra đời độ cho mình được. Thì cuối cùng nghe về anh bỏ một công như vậy hết, anh bắt đầu đi qua bên bảo của tu tập. Sau này tu tập cũng rất khác. Anh mới kể như là đi, có thể mà đi tu tập thì mình với thầy cũng rất là giỏi. Đi ông thầy đi ông bác này thầy đi trước luôn, là cũng quay là nhìn sao là thử coi sao, nhiều khi nó mê nó lo thiền quá, nó nhập thiền nào hay đi qua đường bị xe đụng như sao đó. Và cuối cùng nữa là ông cũng tu cũng tốt đẹp. Thì nói mà chúng ta muốn mà tu tập về thì mình định ngay là thần thông á, thì trong kinh nghe Đức Phật hay Bậc Thánh các ngài cũng để là đầy đủ hết, và chúng ta chỉ cần có một vị thiền sư có kinh nghiệm hướng dẫn nên chúng ta đạt được. Giống như bên Tịnh Độ Bảo đó, có nhiều bậc thiền sư rất tài giỏi thì chúng ta muốn chúng ta nghĩa là có thể học theo được, nhưng mà có điều cái là quan trọng cái là mình tu tập nổi không, chứ không phải là tu được không. Hồi xưa cũng có một cái thiền sinh, một vị sư tu tập bên bển á, tu tập về thiền chỉ rất là khá lão luyện, tu tập về tâm từ,
tu tập tâm tự thì vì nó có thể tu tập tâm tự rất là khó, là bởi vì khi tu tập một cái định một giống như cái sinh ná chỉ có một cái định thôi, nhập xuất một dân định nó dễ, còn tâm từ nó đúng ra là 528 cái định tâm từ. Chắc quý vị cũng chưa từng nghe 528 định tâm từ, chia ra đầu tiên á là tôi gặp tâm từ 4 câu: A vừa ra hoàn tú, áp gia bất cha hoàn tú, A ni kha hoàn tú, su khi a ta nam bất ra hoàn tú. Đó là 4 câu đó mà bắt đầu tu tập cho năm loài: sắp bê sắp ta, sắp bê ba na, sắp bê phu ta, sắp bê bút la, sắp bê át tắp hào bá ri ya ban na. Năm loài này nhân cho 4 là 420 cái định đó. Đọc sắp bê sắp ta qua ra tú là người ta nhập định một định tâm tư rồi đó. Sau khi tu tập đây là 20 định tâm tư là định trước, rồi sau đó bắt đầu đây cái đoạn này gọi là tu tập tâm tư không chưa có phân loại chúng sanh, gồm chung như thế là sắp bê sắp ta, sắp bê ba na, sắp bê phu ta, sắp bê bút la gì đó, xong rồi bắt đầu mới phân loại chúng sanh qua nữa. Sắp bê Ariyo tức là tất cả nữ giới, sắp bê Buddhisa tất cả là nam giới, sắp bê Ariya tất cả bậc thánh, sắp bê Anariya tất cả bậc phi thánh và bậc phàm, sắp bê Deva tất cả chư thiên, sắp bê Manusa tất cả là người, sắp bê Vinibhatika tất cả là đạo sứ. Bảy loài này nhân cho 4 câu nữa là được 28 câu. Là 20 câu với 28 câu, 20 là định là tâm tự với 28 là 48. 48 là nhân cho 10 hướng. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây nam, hướng bắc, tây bắc, cộng lại hướng trên, hướng dưới nữa là 10. Thì 48 là nhân 10 nữa là 480 cái định tâm tự. 480 cái định tâm tự. Cộng ngược lại là 20, 28 là coi như là 50 là 528 định tâm tự. Nghĩa là theo thiền sinh bên Bảo Úc đó, mà khi mà tu tập cái này nó cực, cực rất là cực, bởi phải ăn uống cho đầy đủ có sức mới nhập định đó tâm từ. Khi mà vị này tu tập định nhiều loại định đó, khá vậy, muốn học về cái thần thông, ngài Bảo Úc thì kêu bây giờ muốn tu học thần thông phải học luyện của bên thiền quán trước, luyện thiền quán để phá cái ngã trước rồi mới dạy. Thành ra vị này không, nghĩa là không chịu học theo ngài mà muốn đốt giai đoạn, thì bố đoạn thì nghe không biết ngay. Ai quảng cáo về chúng tôi nó thường tập pháp chất, nghĩa là giỏi về pháp học rồi nè, đi về hỏi coi sao, hỏi tò mò hỏi chúng tôi cũng dựa theo trong cái sách vở chỉ dẫn hướng dẫn coi tu được không. Cuối cùng nữa là giải thì giải được cho vậy mà tu không nổi, tu một thời gian sau chúng tôi nghe nói là cũng cái thiền định bị thoái thất giảm, không đủ sức lượng được cái đó. Với thiền nữa là thiền về và thiền xuôi thiền ngược, thiền xuôi thì nhập sơ thiền xuất thiết thiền nhập nhị thiền, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền có vô thiền tứ chung thiền vô số thiền phi phiên tướng thiền tứ thiền, nghe nhập từ dưới nhập bên trên thì bắt đầu nữa là nhập thiền ngược, nhập từ trên nhập xuống, nhập thiền nhảy một có thể là 1 2 3 4 5 6 7 8 là 1 3 5 7 gì đó, đó là những cái nhảy lên nhẹ nhẹ luyện cái tâm cho nó thuần thục gì đó thì làm như làm không nổi. Theo chúng tôi được biết là vì đó làm thời gian làm không nổi thì cũng buông luôn. Thì nghe các vị thiền sinh nói khi mà nhưng mà tôi rất là tâm từ nè, tu nghĩa là nhập xuất rất là nhiều, phải ăn uống cho đầy đủ, cũng như có được cái năng lượng mới nhập xuất vậy đó. Thì nếu vậy là thích thú về tâm từ đó thì quý vị nghiên cứu vấn đề đó, sau này quý vị học thêm, tìm hiểu thêm đó. Ví dụ khó qua bên đạo 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng được thì có thể đạt được cái vấn đề đó. Có lẽ quý vị chắc không hỏi được cái này thuộc về giống như nói về đại học cho quý vị, mọi người đang học về mẫu giáo này chứ không còn xa lắm. Có gì khó học chúng ta mẫu giáo từ từ, chúng ta tập từ từ đi. Thôi thời pháp đây cũng vừa có lẽ, trước khi dứt lời chúng tôi cũng xin hưởng phước lành đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ pháp, quốc trời đại thích, đại thiên vương và chư thiên ngự chúng đây trong ngôi thiền viện này. Xin quý ngài quan hỷ thọ lãnh phần phước này, được an vui ông già, được cảnh giới chư thiên, và cầu xin quý ngài hộ trì Phật pháp cho được hương thành suốt năm hàng năm, nhất là tại xứ Việt Nam này. Đồng thời cầu xin quý ngài hộ trì cho chư đại tăng, quý cô tu nữ cùng chư thiên nam tín nữ luôn được phước an vui, được thượng mai trong đời sống, được tấn hóa trong Phật pháp. Và phần phước này kính dâng cho đại đức tăng và xin chia được phần phước này đến toàn thể quý cô tu nữ cùng chư thiên nam tín nữ. Xin ai thọ lãnh phần phước trí này để phát sinh nhiều trí tuệ, để thấy rõ người Phật ngôn, để tu hành theo lời Phật dạy, bảo hầu mau chóng đoạn thọ ưu thành tựu chính trí cho mọi nước bạn đồng nha.